Có tên mang tên là chân trời ước mơ. Hôm nay thì tập đoàn Thiên Tân cũng đến để mà thăm gia đình và cũng trao cho bá cái suất học bổng để bá một phần nào đó cùng với gia đình là vượt qua khó khăn và phấn đấu hơn nữa trong học tập. Chân trời ước cảm ơn Thiên Tân và cô và tất cả mọi người đã ủng hộ cho gia đình của con. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cho học bổng năm cấp 3 của con. Thưa chị nữ đại diện cho chỗ công ty Thiên Tân, việc trao cái học bổng cho bé Thanh Hà thì đây là một cái hoạt động mà phải nói là địa phương hết sức ghi nhận, và địa phương cũng có và đã tạo điều kiện cho gia đình bé trong quá khứ, đặc biệt là ngôi nhà mà bé đang ở. Và thời gian đến thì nhà có quỹ học bổng thì bé sẽ vững tin hơn trên cái con đường học tập sắp đến, và cũng mong địa phương thì cũng mong muốn là cái quỹ này nó sẽ lan rộng trên cái địa bàn xã. Ngoài bé Hà ra thì sẽ còn nhiều bé đứng nữa nhận được cái sự hỗ trợ này của công ty Thiên Tân. Với Quyên là mình sắp đi vô đến nhà của bé Thuận và bé Uyên. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt, khó khăn của địa phương. Thì cái này thì địa phương hàng tháng cũng vận động các mạnh thường quân là hỗ trợ cho gia đình của bé Thuận với bé Uyên là một suất 10 kg gạo. Cái ngôi nhà đây là được xây dựng trước giải phóng, trước năm 1975 á, thì bữa nay nó cũng xuống cấp rất là trầm trọng rồi. Rồi cái nhà này đó là mặc dù là nó xuống cấp rất là nghiêm trọng, nhưng mà gia đình thì không có đủ tiền để bỏ ra, mặc dù là có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Nhưng mà đối với cô thì cô không có đủ điều kiện để mà cô bỏ thêm tiền vô để xây dựng lại cái ngôi nhà này. Đỗ Thanh Thảo Yên, con năm nay con 10 tuổi, con là con hạng lớp 4C trường tiểu học Nghĩa Dũng. Chị con hiện tại con đang sống với bà nội. Dạ, con tên là Đỗ Phúc Thuận, năm nay con học lớp 5C trường tiểu học Nghĩa Dũng. Năm nay là con 12 tuổi, con ở với bà. Con thì không biết mẹ mẹ, còn ba con thì đang ở Sài Gòn. Dạ, con thấy rất là buồn. Con buồn cho nội con. Bà nội con thì già rồi mà còn phải nuôi con với anh Hoa con nữa. Con thấy nội con rất là cực khổ. Đó trước kia là bà quét nhà trường, nhà kiếm được 100 ngàn. Rồi từ ngày đó không cho làm nữa, là bây giờ chính đón nhất là bà đi mua từng bùng chuối á. Đó, bón thì kiếm ngày 50-60 tiền chợ. Còn như ví dụ ngày nó không có thì làm trong vườn nhổ cỏ rồi nè. Rồi có ơi họ biểu mình đi nhổ cỏ vậy thì một buổi là kiếm được 100, mà ít có lắm, tại vì người họ có người họ lãnh rồi họ kêu mình, họ thấy mình vậy họ thương họ kêu. Tôi nuôi con một đứa mà tôi nuôi không nổi, bà cha nuôi già rồi mà còn đi nuôi hơi đi cháu nữa. Thì bây giờ nói chung là chị cũng cố gắng đòn là một dù bà con họ thấy họ thương đó. Bà là Nguyễn Thị Hảo, tên tuổi bà là 67 rồi đó. Nhưng mà bây giờ nói chung là ba nó trong hoàn cảnh này, vợ chồng nó sống nhau không? Tụi nó sau này nó có con nhỏ, nó có 4 ngày rồi nó bảo nó đi à. Thì nói chung là bà nuôi hơi đứa nhỏ nó cũng cực khổ, rất là vất vả. Hiện giờ là ba nó cũng nứt. Thiệt ra là cái tâm trạng của nó bây giờ nó không có chuẩn được đó. Nó làm những người làm suy sụp tinh thần quá rồi, nó hơi
tỉnh nữ tỉnh nữ kia nữ nội, nó đi 3-4 tháng nà, đoan rất là lo, dịch bệnh nội dài mà sôi điện bà nó không được, nó cũng không điện gì luôn. Hiện giờ là hơi đứa nhỏ là bà nuôi nó, thì ở địa phương cũng thương là họ cho là nộp tiền, hơi đứa họ cho được một đứa, còn đứa là bà nộp, nhưng mà họ thấy hoàn cảnh gì, mấy bà cô rồi sao thôi, quen mẹ quá, cứ xin miết mới thấy, họ thấy mình cực quá thì không có tiền là thôi, mà mấy bà cô cũng không thu luôn. Bà nội phải đi mua từng cái bùn chuối, có rồi cả cái lồ chở từ đây lên thị bón, thì con thấy bà nội rất là vất vả. Đây là hôm nay cái bùn chuối này nó hơi còi á, chứ mà những cái bùn chuối mà lớn hơn nữa nó nặng nữa. Nó nặng nữa. Dạ. Chuối đi nó còi nữa, chuối lớn nó nhiều nhánh nữa, nó to hơn nữa. Dạ. Mà cũng có mình bà đi thôi. Có một mình thôi. Bây giờ đi, bây giờ đâu có ở đâu. Dạ. Nhiều lúc chủ nhà như ví dụ trong vườn họ thấy á, rồi họ ra họ phụ giùm. À. Còn nếu mua dài thì ví dụ. Dạ. Đây con phụ một tay nặng quá. Mũ nó dính rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Chứ nặng quá. Cái kìm dưới này. Không sao, không sao, con buông. Cái bùn chuối như thế này á, thì một bùn như vậy là thường bà đi bán thì mình lời được khoảng bao nhiêu bà? 50-60. Khoảng 50-60. Mà từ đây là mình phải đi lên tiếp tới trên chợ tỉnh luôn. Đúng gì giống đó đã. À. Giống ra nhà sau. Dạ. Rồi cứ đi bán, đi bán đột lên trên chỗ trên chợ tỉnh đó. Dạ. Đừng có ngon đó bác. Mà có hồi á thì họ làm thêm một cái rồi. Thôi không cho hồi giấy vô bát. À, có hồi lật bật á. Bị con chạ đó, nó dạch nó bể. Nhưng mà bùn chuối này chắc hơi khó bán á. Bón chậm. Bón chậm hơn. Nhưng mà tại vì đây này trái thấy nó cò nó tốt rồi mà nó cò đây nè. Dạ. Mấy cái đầu này là bùn chuối này nó già rồi nhưng mà trái nó nhỏ. Dạ. Nó bị cò. Dạ. Một năm thì bà mua sắm mấy bộ đồ ạ? Một năm mà không sắm. Nói chung đó là 4 năm, 6 năm nào không có sắm cái đồ gì, cái đồ cũ nó bận. Dù nhiều người họ, bây giờ đồ đồ nó rẻ. Họ bận chừng nhục nhục, cái là họ bận được cái họ thấy mình với họ cho. Bà nội con già mà nuôi con ăn lớn, vậy mà nội con không có thân khổ, con thấy nội con chịu đủ thiệt thòi hết, mà con cũng không biết giúp gì cho nội nữa. Cho nên sau này con lớn, con muốn kiếm tiền, con về con bố hiếu, con lo cho nội. Bây giờ nó cũng rớt nước mắt, nhưng mà phải kiềm chế để mình nuôi cháu. Bây giờ cuộc sống nó rất là vất vả. Nó lớn tuổi dù số bả, nhiều lúc nó cũng đau quá thôi, mà cũng ráng cố. Nhà cửa thì nó hơi ấy, mùa mưa thì ở cũng không được. Phải đi ở đổ. Cái này thì mình có đủ ăn hết một tháng của ba bà cháu không ạ? Một tháng thêm nhậu đây là không đủ. Mình thêm 1-2 kg nữa. À, phải mua thêm 1-2 kg nữa. Ừ. Nhưng mà có nguồn hỗ trợ này thì cũng đỡ ha. Đỡ đó cháu, đỡ nhiều chứ. Các chị ở bên ủy ban á thì cũng có nói là hỗ trợ để mà mình xây nhà, nhưng mà hỗ trợ một phần thôi, còn bên gia đình mình phải lo một phần. Đúng rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn không có nhận cái nguồn hỗ trợ đó. Không dám nhận là tại vì mình không có tiền, mà mình nhận á thì họ cũng không cho, là không dám nhận nữa, là để dành đó nếu mình có một cái nguồn nào mà anh em bà con mà nói ví dụ vậy, hồi gì mà tới mà thái dày á thì mình nói à, họ nói thì mày có làm ha, là tôi giúp cho 5 triệu 3 triệu gì mỗi người mỗi, thì khi đó mình mới bố mình dám nhận, nhưng mà cái đó chắc chỉ mình mơ ước thôi. Mình hiện tại thì mình trực đổ lên đổ xuống rất là tồi toàn, nhưng mỗi lần trời mưa thì nước nó dột miết, còn nó ngó rồi nó rớt nữa. Cực lắm, mà cứ cực thì trông cho có sức khỏe. Đêm nào cũng ra ngoài trước thắp nhân là dân giới cho tôi có sức khỏe để làm nuôi cháu. Đêm nào cũng vậy, trông cho mình khỏe, vừa rồi bà đau mấy ngày xuân cái chân,
Sợ là sợ. Thấy mọi người họ đau rồi họ không đi làm được. Mình sợ. Rồi có chích mấy bữa thuốc rồi nó cũng có phần đỡ. Nhưng mà đi làm nhiều á là nó cũng nhức lợi. Khi làm được đồng tiền đầu tiên á, con sẽ dẫn nội đi ăn những món mà trước giờ nội muốn ăn. Nhưng mà nội sợ nội ăn rồi thì bọn con không có phần để ăn. Cho nên con sẽ dẫn nội đi ăn hết tất cả những món mà trước giờ nội đã nhường cho con. Và anh Thơ là con nói với nội là nội con thương nội rất nhiều và con mong cho bà nội sống thật lâu để ở bên con cho đến khi con lớn, con còn có tiền, con lo cho bà nội được những ngày hạnh phúc.